Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình traffic shaping trên Firewall FortiGate. Traffic shaping là một tính năng được sử dụng để giới hạn băng thông hoặc ưu tiên lưu lượng mạng, hay chúng ta cũng hay gọi là QoS. Tuy nhiên thì sẽ có chút khác biệt do traffic shaping chủ yếu được sử dụng để giới hạn ngưỡng băng thông tối đa hoặc tối thiểu cho người dùng hoặc một nhóm người dùng. Còn QoS thì là khái niệm khi các bạn đề cập đến việc ưu tiên lưu lượng người dùng, nó đã bao gồm cả traffic shaping trong đó luôn rồi. FortiGate hỗ trợ traffic shaping với policing hoặc queuing. Với policing thì mỗi traffic vượt quá ngưỡng băng thông sẽ bị drop, còn với queuing thì các traffic vượt ngưỡng sẽ bị delay, xếp hàng đợi cho đến khi có băng thông khả dụng. Tuy nhiên nếu hàng đợi của FortiGate bị tràn thì các traffic này cũng sẽ bị drop thôi. Mình sẽ sử dụng mô hình đơn giản gồm hai giải mạng LAN, một FortiGate kết nối ra Internet. Mình sẽ giới hạn cho tất cả người dùng thuộc giải mạng GET chỉ được sử dụng tối đa 2 Mbps per second. Với traffic shaping trên FortiGate thì các bạn có thể giới hạn theo địa chỉ IP, địa chỉ MAC, tên miền hoặc theo vị trí địa lý đều được. Theo vị trí địa lý thì FortiGate có thể cấu hình theo quốc gia. Với phiên bản FortiOS từ 6 chấm trở lên thì mặc định traffic shaping đã được enable. Chỉ có các phiên bản 5 chấm mới mặc định bị disable. Tuy nhiên các bạn có thể kiểm tra thử nếu không tìm thấy tính năng này. Truy cập vào menu System, Feature Visibility. Trong mục Additional Feature, bật tính năng Traffic Shaping và nhấn Apply. Khi Firewall được Enable Traffic Shaping thì các bạn sẽ thấy menu liên quan đến Traffic Shaping trong Policy and Object. Các menu này sẽ khác nhau giữa các phiên bản firmware. Với các phiên bản 6.x thì các bạn sẽ thấy 3 menu liên quan đến Traffic Shaping ở cột menu bên trái này. Còn với phiên bản 7.x thì chúng ta chỉ có 1. Các menu Policy và Profile sẽ được đưa vào các tab bên trong menu Traffic Shaping. Nói chung thì nó chỉ khác vị trí đặt menu thôi, còn các cấu hình và tên menu thì vẫn như cũ. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các address để xác định xem người dùng hay nhóm người dùng nào sẽ bị giới hạn băng thông. Các bạn vào menu Policy and Object, Address, chọn Create New, Address. Chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến phần type. Subnet sẽ là theo giải LAN, nếu chỉ là một hop thì các bạn sẽ nhập IP của máy tính cần giới hạn và để subnet là /32. IP range là từ IP nào đến IP nào. FQDN là tên miền. FortiGate sẽ dùng DNS để phân giải tên miền thành IP và giới hạn theo những địa chỉ IP đã phân giải. Geography là theo vị trí địa lý, các bạn có thể giới hạn theo quốc gia. Dynamic thì các bạn sẽ cần kết hợp các giải pháp khác NAT khác như là Fortinet, ClearPass thì mới sử dụng được. Device thì các bạn định nghĩa theo địa chỉ MAC, mỗi địa chỉ MAC các bạn sẽ tạo một address riêng. Tùy nhu cầu các bạn thôi, mình sẽ giới hạn toàn bộ VLAN guest dành cho khách nên mình sẽ chọn type là subnet. Nhập giải mạng của VLAN guest vào. Phần interface thì các bạn chọn interface của giải mạng phía trên, như trường hợp của mình là VLAN guest, hoặc các bạn để any cũng được. Các bạn có thể tạo nhiều address khác nhau. Nếu có nhiều address thì các bạn chọn create new, address group. Trong phần member, các bạn add tất cả các address cho chung chính sách vào. Khi tạo policy giới hạn băng thông thì chúng ta sẽ sử dụng address group này cho nhanh, hoặc các bạn add tất cả address vào policy cũng không sao. Sau khi tạo xong address thì các bạn sẽ tạo các traffic shaper để giới hạn băng thông. Truy cập vào menu traffic shaper. Chọn create new. Với bản 7 chấm thì chúng ta sẽ chọn Create New trong tab Traffic Shaper. Phần Type sẽ có hai lựa chọn là Shared và Per IP Shaper. Shared là toàn bộ người dùng sẽ chia sẻ chung băng thông mà các bạn sẽ giới hạn,
Ví dụ các bạn tạo Ethernet là cả một VLAN và giới hạn băng thông là 20 Mbit per second, thì khi đó toàn bộ người dùng thuộc VLAN đó sẽ chia sẻ chung băng thông là 20 Mbit per second thôi. Còn per IP shaper thì mỗi người dùng trong VLAN đó sẽ có tối đa 2 Mbit per second. Trong VLAN có 10 người dùng thì tổng sẽ là 20 Mbit per second. Chúng ta sẽ lựa chọn tùy nhu cầu. Nếu chọn shared và có nhiều người dùng thì các bạn nên để băng thông tối đa cao. Thông thường chúng ta chọn per IP shaper cho dễ, mỗi người dùng tối đa sẽ là 2 Mbit per second. Các phần cấu hình bên dưới sẽ khác nhau, tuy nhiên các bạn chỉ cần quan tâm đến phần maximum bandwidth thôi. Với shared thì chúng ta sẽ thiết lập maximum bandwidth là 2 Mbit per second. Và khi làm thi được bandwidth, mình sẽ để 1 Mbit per second. Thông số này nghĩa là firewall lúc nào cũng đảm bảo cung cấp băng thông tối thiểu 1 Mbit per second cho nhóm người dùng này. Còn với per IP shaper thì chúng ta sẽ nhập max bandwidth cho người dùng. Ngoài ra, các bạn có thể giới hạn theo số lượng kết nối cũng được. Tuy nhiên, phần này các bạn cần tính toán connection cho hợp lý dựa trên thông số firewall hoặc theo dịch vụ người dùng. Mình sẽ chỉ giới hạn băng thông tối đa theo mỗi người dùng là 2 Mbit per second. Mục DSCP là tùy chọn để ưu tiên lưu lượng. Các bạn có thể thay đổi giá trị DSCP cho từng loại lưu lượng để ưu tiên. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải hiểu về các giá trị của DSCP. Nó là tùy chọn khi triển khai QoS nên mình sẽ không sử dụng ở đây. Chúng ta sẽ có chính sách giới hạn băng thông ở đây được phân chia theo per IP hoặc shared. Theo mặc định với loại shared thì Traffic Shaper phân bổ đều băng thông cho tất cả các chính sách sử dụng nó. Nghĩa là nếu các bạn có nhiều firewall policy thì băng thông giữa các policy này đều được tính chung. Trong trường hợp các bạn sử dụng shared thì các bạn có thể kích hoạt tính năng per policy để áp dụng Traffic Shaper trên mỗi policy mà bạn muốn. Khi đó thì mỗi policy sẽ tính băng thông của Traffic Shaper riêng. Kích chuột phải vào Traffic Shaper bạn vừa tạo, chọn Edit in CLI, nhập lệnh Set per policy enable trong giao diện CLI, gõ next để thoát ra và áp dụng cấu hình. Đối với per IP thì các bạn sẽ không có tùy chọn này do nó được tính theo mỗi người dùng rồi. Tiếp theo các bạn chuyển sang menu Traffic Shaping Policy để tạo các chính sách giới hạn băng thông. Bảng 7 chấm sẽ là tab Traffic Shaping Policy trong menu Traffic Shaper. Chọn Create New. Status chọn Enable. Source chọn Address mà các bạn đã tạo để xác định nhóm người dùng sẽ bị giới hạn. Destination chọn O nếu các bạn chỉ muốn giới hạn theo người dùng trong LAN. Còn nếu các bạn muốn những người dùng đó truy cập một số dịch vụ nhất định thì các bạn sẽ chọn Destination là dịch vụ tương ứng. Ví dụ Gmail, dân trí thì các bạn sẽ cần tạo thêm address là fqdn là gmail.com hoặc dân trí.com.vn. Khi đó FortiGate sẽ phân giải tên miền đó thành IP và giới hạn theo IP đích là IP của gmail.com hoặc dân trí.com.vn. Tuy nhiên các bạn lưu ý những server lớn như Google, Gmail, Facebook thường có rất nhiều IP khác nhau. Khi phân giải DNS sẽ chỉ ra một số IP nhất định, nên có thể máy tính của người dùng và FortiGate sẽ phân giải ra hai IP khác nhau, dẫn tới các bạn sử dụng FQDN không chính xác. Đối với các ứng dụng loại này thì các bạn nên sử dụng application mà FortiGate đã định nghĩa sẵn ở dưới này và test thử. Schedule thì các bạn chọn Always hoặc các bạn có thể tạo thêm khoảng thời gian sẽ giới hạn băng thông, nhấn Create. One time thì sẽ chỉ có tác dụng một lần vào một khoảng thời gian cụ thể trong tương lai, ví dụ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 10 tháng 10 chẳng hạn. Recurring thì sẽ lặp lại hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng với khoảng thời gian cụ thể, ví dụ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần.
Service cũng tương tự như phần Destination. Các bạn chỉ giới hạn theo giao thức cụ thể. Ví dụ như duyệt web thì chúng ta sẽ chọn service là HTTPS và HTTP. Tất cả các mục trong phần If Traffic Match đều là tùy chọn. Các bạn nhập càng nhiều thì những traffic nào match với tất cả các điều kiện mới bị giới hạn băng thông. Trong ví dụ mình chỉ giới hạn những người dùng thuộc VLAN Gate nên mình chỉ cần chọn source là address của VLAN Gate thôi, destination và service là ô, còn lại thì không cần nhập. Outgoing Interface chọn cổng quang. Tích chọn loại shipper mà các bạn đã tạo. Mình sử dụng per IP nên mình sẽ tích chọn per IP shipper và chọn profile tương ứng. Ok, mình sẽ test thử. Máy tính của mình đang thuộc VLAN Gate. Mình sẽ space test thử. Tốc độ đã bị giới hạn xuống dưới 2 megabit per second. Để theo dõi hoạt động của Traffic Shaper thì các bạn có thể vào menu Dashboard, Status, nhấn Add Widget. Tìm kiếm theo cụm từ Shaper. Tích dấu cộng FortiView Traffic Shaping. Visualization chọn hiển thị theo biểu đồ hoặc bảng. Nhấn Add Widget thì FortiGate sẽ tạo ra một ô ở phía dưới này để chúng ta theo dõi. Tuy nhiên mình test thử với shipper mặc định thì nó bắt được gọi tin, còn với policy chúng ta tạo thêm thì có lúc hiện lúc không, chắc là do bản firmware của mình cũ quá rồi. Mình sẽ test lại trên firewall khác và update cho các bạn, hoặc bạn nào test được thì chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nhé. Mình sẽ tạo với policy mặc định để các bạn xem. Mình sẽ để policy test view lên trên để traffic sẽ mapping vào policy này. Quay lại dashboard. Các bạn thấy FortiView đã hiển thị traffic tương ứng với policy mình vừa tạo. Để xem chi tiết các bạn click vào widget này. Kích đúp vào shipper. Chúng ta sẽ xem chi tiết được IP nào đang dùng bao nhiêu megabit per second và bao nhiêu session. Nhấn vào tab Destination. Các bạn sẽ xem được chi tiết các dịch vụ mà người dùng đang sử dụng và chiếm bao nhiêu băng thông. Để xem chi tiết hơn thì các bạn vào tab Session. Ở đây chúng ta xem được cả về giao thức, port, v.v. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình traffic shaping trên Firewall FortiGate để giới hạn lưu lượng người dùng. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.